thì khi chúng ta nhấn on thì động cơ 1 sẽ chạy ngay, 10 giây sau động cơ 2 sẽ chạy và 5 giây sau động cơ 3 sẽ chạy. Rồi 5 giây sau thì động cơ số 3 sẽ chạy. Rồi khi chúng ta nhấn off thì động cơ dừng. Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ công cụ, đó là Timer on Delay trong lập trình Vue. Đối với những các bạn lập trình VLC á, thì cái lệnh Timer on Delay thì chúng ta sử dụng rất là phổ biến. Tuy nhiên trong phần mềm lập Vue thì nếu như chúng ta không có biết cài cái bộ công cụ này thì chúng ta sẽ không có cái bộ Timer on Delay hoặc là Off Delay để cho chúng ta có thể sử dụng lập trình. Thì trong bài tập này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái bộ Timer on Delay với yêu cầu là điều khiển ba động cơ hoạt động tuần tự. Thứ nhất, khi mà chúng ta nhấn on á, thì động cơ sẽ chạy ngay, đó là động cơ 1. 10 giây sau thì động cơ 2 sẽ chạy và 5 giây sau thì động cơ 3 chạy. Và khi các động cơ đã chạy rồi thì chúng ta nhấn off thì động cơ dừng. Thì bây giờ tôi sẽ mời các bạn tiến hành lập trình các cái bước cơ bản để sử dụng cái bộ Timer on Delay trong lớp view. Đầu tiên á, thì các bạn cần phải khởi động phần mềm lớp view lên và các bạn bấm vào chữ tạo dự án mới. Bắt buộc phải làm này nha các bạn ha. Rồi các bạn chọn vào Plan Project và bấm Finish. Rồi các bạn nên bấm File và lưu lại cái dự án này. Các bạn đặt tên là điều khiển động cơ tuần tự ha. Các bạn đặt tên cho các bạn dễ quản lý ha. Rồi ở cái phần My Computer các bạn bấm vào chuột phải New và chọn là VI. Và các bạn bấm vào File lưu lại. Ha, các bạn đặt tên tương tự là điều khiển động cơ, ba động cơ ha. Rồi các bạn bấm vào lưu và bấm Ctrl T để bung cái màn hình điều khiển ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái giao diện để chúng ta có thể là điều khiển ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái nút nhấn, bạn vào NS Style hoặc là Silver chẳng hạn, bạn chọn vào Silver đi ha, vào Boolean và chọn cái nút nhấn. Rồi các bạn tạo ra một cái nút nhấn, các bạn bấm vào Property và mình đặt tên cho nó là On hoặc là Off. Một nút này làm hai chức năng. Ở chế độ là On, chế độ này thì các bạn nên ngược lại nha. On bấm màu đỏ và Off màu xanh. Chọn Show Blue Boolean Test Multi String. Thì ở cái phần Off nè, bạn nên bấm là On, và cho On thì bạn bấm Off. Rồi và bên cạnh đó thì cái phần operation là chức năng của cái nút nhấn á, thì các bạn chọn cho tôi, nếu như các bạn nhấn xuống mà giữ luôn á thì bạn chọn vào switch when pressed ha, các bạn chọn vào cái này. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ có ba cái động cơ hiển thị trạng thái ba động cơ ha, silver và boolean và led. Rồi tôi sẽ kéo cho nó lớn lên và tôi đặt ở đây là động cơ 1, động cơ 1 ha, cơ 1. Và off thì tôi để màu xám. Màu xám, bấm ok. Tương tự tôi có động cơ 2, động cơ 3. Rồi, tôi đã có 3 động cơ để chúng ta có thể giám sát ha. Rồi bây giờ tôi sẽ để cái phần này qua đây và tôi tạo ra một cái structure loop, một cái vòng lặp ha. Rồi vòng lặp này tôi sẽ tạo ra chuột phải và bấm control. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái nút nhấn tôi thả vào ha, thả vào. Rồi các bạn thấy nè, bây giờ với đề bài yêu cầu á là khi mà chúng ta nhấn á thì động cơ 1 chạy ngay ha, động cơ 1 chạy ngay. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cái lệnh này. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện động cơ 1 nè. Rồi tôi nhấn thì nó sẽ chạy ngay ha. Rồi nối vào luôn, xong. Tiếp theo thì sau 10 giây thì động cơ 2 mới chạy. Thì bây giờ chúng tôi phải có một cái bộ đếm thời gian 10 giây. Thì các bạn bấm chuột phải cho tôi vào cái chỗ Search và các bạn chọn cho tôi chữ Timer, gọi chữ Timer và bấm vào Function Block. Trường hợp mà các bạn bấm vào cái phần mà Function Block mà không có cái khối Count Up, Count Down, Timer on Delay ấy, thì các bạn bấm vào phần mô tả của video và xem vào cái link đầu tiên hướng dẫn cài đặt bộ công cụ Real-Time Module nha. Thì các bạn bấm vào đó để xem cái video tôi hướng dẫn cài đặt.
thì khi các bạn cài đặt xong các bạn active thì mới có những cái bộ công cụ này. Rồi tôi sẽ lấy cái bộ timer on delay ra. Rồi cái bộ này á thì nó sẽ có những chức năng gì? Đầu tiên là cái preset time, đây là cái thời gian mà chúng ta đặt cho cái bộ đếm để nó thực hiện điều khiển. Ví dụ như bây giờ đề bài là yêu cầu là 10 giây thì sẽ xuất cái ngõ ra lên mức 1, thì ở đây chúng ta sẽ đặt là 10 giây ha, thì mili giây thì chúng ta muốn 10 giây thì đặt 10.000 ha. Như vậy chúng tôi sẽ đặt đây là số mặc định luôn là 10.000. Rồi ở đây cái phần input tức là cái xung đầu vào để kích cho cái bộ đếm nó đếm thì chúng tôi sẽ lấy cái nút nhấn đưa vào. Rồi còn ở đây là cái elapsed time, tức là cái nó sẽ đếm từ 0 cho tới cái giá trị đặt này ha, thì tôi sẽ cần đưa ra để cho hiển thị ha. Rồi tôi sẽ đặt là bộ đếm thời gian động cơ 2 đếm ha. Rồi sẽ hiển thị ở đây. Rồi rồi cái phần này là tôi sẽ để đây nè các bạn ha, để đây nè. Đó thì nó sẽ đang đếm từ 0 cho tới 10 thì sẽ chạy cái này ha, tôi sẽ tăng kích cỡ chữ lên 24. Rồi tiếp theo là cái output. Cái output tức là điều khiển cái động cơ 2 đó các bạn. Output điều khiển động cơ 2. Rồi tương tự thì tôi sẽ có cái động cơ số 3. Thì số 3 nó sẽ lấy từ xung số 2 lên nó đếm ha. Rồi thời timer on delay. Rồi tương tự tôi sẽ nối vào cái chỗ input là cái xung ngõ ra của thằng này, và cái này tôi sẽ đặt là 5.000. Và ở đây là cái bộ đếm ha, cái bộ đếm tôi sẽ lấy copy cái này luôn, copy cái này thả vô. Tương tự ngõ ra này tôi sẽ nối tới cái động cơ 3. Rồi tiếp theo, như vậy là chúng ta đã xong cái phần lập trình cho cái nội dung này. Nếu như bạn nào muốn điều khiển ngõ ra của Arduino thì chúng ta kéo cái khối marker hub để điều khiển xuất cái ngõ ra ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay qua cái phần phần này. Đây là thời gian đếm động cơ 3. Rồi như vậy chúng ta đã xong ha, chúng ta bấm vào loop và chúng tôi sẽ thực hiện chạy chương trình như thế nào. Đầu tiên bấm vòng lớp chạy đó ha. Bạn thấy nè, 10 giây sau thì gì? Động cơ nó sẽ chạy. Rồi 5 giây sau thì động cơ này sẽ chạy. Rồi sau thì chúng ta sẽ off để dừng chương trình ha. Off dừng chương trình. Rồi các bạn thấy nè ha, đã dừng chương trình nha. Giờ tôi nhấn on thì động cơ 1 chạy. Rồi động cơ 2 chạy ha. Rồi động cơ 3 chạy. Rồi như vậy là bài tập ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.